vốn nhỏ là đồng phân. Đồng phân. Bây giờ thầy lấy ví dụ này. Ví dụ. Hãy viết các đồng phân. Amin. Đấy, amin. Ở nguyên công thức là C4 H11 N. Đấy. C4 H11 N. Bây giờ thầy hướng dẫn nhá. Cách giải. Thì đầu tiên là chúng ta phải biết là cái gốc C4H11N này nó là gốc no hay không no đã. Đấy. Thế thì cách làm như sau này. Cách làm thì thầy nói một chút về cái gốc amin no nhé. Amin no. Amin no thì công thức là như này. Là CnH2n cộng 1. Các em biết là CnH2n cộng 2 là ancan. Đấy. CnH2n cộng 2 là ancan. Vậy thì cái gốc của nó là bớt đi một hydro là còn CnH2n cộng 1. Em hiểu chưa? Sau đó thêm một cái nhóm vào là cái gì nhỉ? NH2 như này. Đấy, amino như này. Amino đơn chức. Amino đơn chức. Và đây là cái amin mà các em hay gặp nhất em ạ. Thì bây giờ các em gộp lại. Các em gộp lại cho thầy. Là CN gì nữa? H2N cộng 1 mà các em gộp với 2 thì còn gì? Đấy, cộng 3. Đấy, cộng 3N. Đó. Thế bây giờ tất cả cái chất nào mà ứng với CnH2n cộng 3 thì nó là amin no đơn chức. Amin đơn chức là trong phân tử của nó hoàn toàn là chỉ có liên kết đơn thôi, không hề có liên kết đôi nào cả. Vậy thì bây giờ em thử kiểm tra xem là C4H11n thì nó có ứng với CnH2n cộng 3 không? C4H2 nhân với 4 là H8, H8 cộng với 3 là H11. Đấy, vậy thì C4H11n thì chính là amin no. Amin no thì các em yên tâm các em viết không có liên kết đôi, chỉ có liên kết đơn thôi. À, vậy các em cách viết như sau này. Có 3 loại amin, amin bậc 1. Amin bậc 1. À, các em viết cho thầy bậc 1 trước. Bậc 1 này. Bậc 1 thì các em viết 1, 2, 3, 4C. Bậc 1 thì nó có cái nhóm gì? NH2. NH2. Đấy, đây là một cái. Sau đó thì các em biệt H cho đổ vào. H3, H2. H2 và H2. Đấy. Sau đó thì các em di chuyển cho thầy. Di chuyển cái nhóm NH2 đi. 1, 2, 3, 4. Và các em di chuyển vào đây. NH2. Thế là xong. Đó. Bây giờ các em để ý các em sang bên này thì có gì mới không? Không, đối xứng đúng không? Sang đây thì cũng thế. Vậy thì cái mạch thẳng 4 carbon này là hết đồng phân amin bậc 1 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái mạch nhánh. Mạch carbon nó 4 carbon nó nhánh. Đấy, như này. Cái thầy chỉ viết H một mẫu một cái thôi nhá. Thế còn tất cả những cái sau thì thôi, cho nhanh. Đấy. Sau đó thì các em cho thầy một cái nhóm N2 vào cuối đây. Sau đó thì các em sẽ tự điền H. Mà thực ra thì các em tự điền H khi mà các em làm bài kiểm tra thôi. Thế còn các em đang học thì chúng ta cứ làm nháp như vậy thôi cho nhanh. Ok. Thế bây giờ các em muốn tạo ra đồng phân mới thì các em làm nào? Sang đây không được đúng không? Và xuống nhánh cũng không được, chỉ cho lên đỉnh thôi. Đấy, cho lên cái đỉnh đầu này. Đấy là chúng ta được một cái đồng phân mới. Ok, đồng phân bậc 1 thế là đã xong. Xong đồng phân bậc 1 thì các em chuyển đến đồng phân bậc 2. Bậc 2 thì các em biết là nó có nhóm NH ở giữa. À, nhóm NH ở giữa. Đây, C, NH, C, 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 đó. Sau đó thì cho thầy cái C đó. Nó cắt cái C ở cuối này đi và gắn vào đây. Đấy.
cắt cái C ở cuối. Em tưởng tượng là em cắt cái C ở cuối này. Đấy, sau đó em gắn vào cái carbon ngay sau cái N này. Đấy, làm đây. Vậy em được thành phần mới C, NH, C, C, C. Đấy, vậy chúng ta được một phần nữa. À, tiếp tục, muốn được đồng phân nữa thì chúng ta cho cái NH vào giữa 4C. Đấy, NH vào giữa 4C này. Bây giờ các em cho cái nhóm NH sang bên này thì có đồng phân mới không? Chỉ có este thì đồng phân mới thôi nhá. Riêng amin cho sang bên này thì không đồng phân mới đâu, bởi vì đối xứng mà. Đấy, hai vị trí đối xứng. Đấy, chỉ có este thì đối xứng vẫn được, bởi vì là este là nhóm COO, là một đầu gắn với C, một đầu gắn với O là khác nhau. Thế còn cái NH này thực ra là như này, thực ra cái H ở dưới cơ. Đấy, vậy thì hai bên cùng gắn với một cái N thì nó có giống nhau không? Đấy, đối xứng thì không ra cái mới đâu. Đấy, vậy thì các em không cần sang đây. Vậy đồng phân amin bậc 2 là hết chưa? Hết rồi. Bây giờ các em đến đồng phân amin bậc 3. Bậc 3 thì các em cho cái N giữa ba cái C xung quanh. C, C. Hai cái C rồi, mà tổng là 4C. À, vậy thì còn hai cái C nữa thôi. 1C đây, 1C đây. Đấy. Thế là chúng ta đã xong. Các em đếm ra xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy, các em có 8 đồng phân. 8 đồng phân tất cả. Thế tuy nhiên là đây là cách làm chậm. Bây giờ các em có cách làm nhanh. Chúng ta thử làm nhanh bằng cái cách mà các em viết trên đầu ấy. Để cho nó nhanh hơn xem. Cách làm nhanh tức là chúng ta chỉ viết cái mũi tên để đánh dấu vị trí của các cái nhóm thế để tìm ra cái đồng phân thôi, để đếm nó nhanh. Cách làm nhanh thì chúng ta cũng có đồng phân bậc 1 trước. Bậc 1 thì các em viết thầy một cái mạch này. Đấy. Và đấy, bốn carbon thì có hai loại mạch như thế này, một cái mạch thẳng và cái mạch nhánh. Thế sau đó thì các em cho cái nhóm NH2. Nhóm NH2 thì các em ký hiệu là một mũi tên như này, NH2 như này. Đấy, các em hình dung là cái mũi tên chính là nhóm NH2. Đấy. Sang đây được một vị trí nữa. Thế còn cái vị trí tiếp theo là đối xứng. Đấy, vị trí tiếp theo là gì nhỉ? Đối xứng. Vậy thôi, không cho vào nữa. Đây vị trí, hai vị trí đối xứng lấy một vị trí. Thế còn vị trí nhánh thì thầy dạy các em rồi đấy, chúng ta không bao giờ cho vào cái nhánh này. Đấy, nguyên tắc là như thế, đừng cho nhánh, vì nhánh là thực ra là hai này là đối xứng. Vậy thì chúng ta thêm một cái nữa. Đấy. Đấy là một phân bậc 1. Bậc 2 thì các em cũng vẽ cho thầy hai cái loại mạch, mạch thẳng 4 carbon và mạch nhánh. Đó. À, các em biết bậc 2 chính là có cái nhóm gì? À, NH. Vậy thì các em NH em cho vào đúng cái C hay là vào giữa hai cái C? À, vào giữa, đúng rồi. Vào đây. Đây chính là nhóm NH. Hoặc là vào đây. Bên này đối xứng. Bên này đối xứng thì bỏ qua. Đấy. Thế còn hai thằng này, hai cái liên kết này thì cũng lấy một cái thôi, vì đối xứng. Đấy. Còn lấy một cái thôi. Đấy là xong bậc 2. Bây giờ các em đến với bậc 3. Bậc 3 thì nó chả có cách làm nhanh nào cả, đúng không? Bậc 3 thì chả có gì làm nhanh cả, là bình thường thôi. N, C, 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 C. Bậc 3 thì là bình thường thôi. Bây giờ các em đếm lại thầy xem tổng cộng bao nhiêu cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng đủ gì nhỉ? 8 đồng phân. Đấy.
em sẽ có nó nhanh hơn. Nào thì bây giờ các em thấy rằng là chúng ta có cách làm chậm là cách làm bình thường như thế này, viết đầy đủ hết ra. Rồi là cách làm nhanh thì các em chỉ có cái gì nhỉ? Chỉ có viết mỗi khung thôi, mỗi khung thôi, sau đó thì cho cái nhóm thuế bằng mũi tên các vị trí khác nhau thì chúng ta sẽ được các độ phân khác nhau. Thế còn có là nhanh hơn nữa không? Nhanh hơn nữa. Đấy. Công thức siêu tốc. Đấy, siêu tốc là số lượng phân của amin no đơn trước mạch thở thì tính bằng là 2 mũ n trừ 1. 2 mũ n trừ 1. Đấy. C4, n là số carbon. N là số carbon. Đấy. C4H11. C4H11N. Thì n bằng 4. N bằng 4. N bằng 4 thì suy ra số lượng phân sẽ là 2 mũ 4 trừ 1 bằng 2 mũ 3, tức là bằng mấy nhỉ? Bằng 8. Đấy. Ta dùng công thức này thì ta sẽ nhanh hơn. Thế nhưng mà cái này n là không phải là vô tận em ạ, nó chỉ giới hạn thôi. N nhỏ hơn bằng 6. N nhỏ hơn bằng 6 thì đúng. Bây giờ các em thử làm với n, trước khi thử làm với n bằng 5 thì chúng ta sẽ đọc một chút nhá. Luyện đọc một chút, đọc nhanh mà. Rồi, mời hàng nào. Chất 1 thì đọc là gì? Butin. Đấy, butin amin. Đấy, butin amin. Hoặc là 1 amino butan. Rồi, chất 2 nào. Mời Minh nào. 2 amino butan. Đấy, hoặc là iso butin amin. Đấy, cũng được. Chất 3, mời hàng nào. Chất 3. 1 amino 2 hamitin propan, đúng rồi. Đấy. Đọc tên danh pháp thay thế thì có đuôi an. Thế còn tên gốc chức là đuôi in. Em nhớ đấy. 4 nào. Minh nào. 2 amino 2 amin 2 metin và propan, đúng rồi. Chân 5 nào. Mày hàng tiếp nào. Đây là có hai gốc này, gốc metin này, gốc này là gốc propin. M và P đọc nào trước? Metin, propin, amin, đúng rồi. Tiếp tục mời Minh Nguyệt nào. Đây là có cái này là gốc isopropin. Isopropin, nhưng mà chúng ta không tính chữ y đâu. Tính chữ iso là không tính chữ y mà tính cái propin thôi. Iso là chỉ gọi là cái thêm, cái phụ, không tính. Đấy. Vậy thì metin và propin thì các em đọc cái nào trước? Vẫn đọc metin trước đúng không? Vậy metin gì nữa? Metin, iso, propin và amin. Nào, hàng chất 7 nào. Dietin, amin, đúng rồi. Chất 8 nào. Chất 8 thì đọc rồi đúng không? Minh Nguyệt đọc lại nào. Cái này không đánh số đâu, đọc theo danh pháp gốc trước thì không đánh số. Etin, dimetin, đúng rồi, amin. À, bây giờ chúng ta làm ví dụ với đồng phân cái chất thứ hai là C5. Đấy, C5. C5 H13. C5H 13.
chia 5 hết 13 n. Bây giờ các em thử tính nhanh luôn xem thầy xem bao nhiêu cái. Là 2 mũ 5 trừ 1. 2 mũ 5 trừ 1 là còn mấy, là bao nhiêu cái? Hai mũ 5 trừ 1 là 2 mũ 4. 2 mũ 4 là bằng 16 đúng không? 2 mũ 3 là bằng 8 mà. 8 x 2 là 16, 16 cái. Bây giờ thử đi. Các em sẽ chỉ làm bằng phương pháp viết nhanh thôi. Nào, bây giờ chúng ta có mạch bậc 1 trước, bậc 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mạch thứ 2, 1, 2, 3, 4, như thế này, và mạch thứ 3, dấu cộng như này, đấy, cái viết nhanh như thầy như này, đó, sau đó thì nhóm NH2 vào đây, vào đây, đấy, vào đây, đấy, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, đấy, cái này thì vào mỗi đây thôi, hết, hoặc là vào đây cũng như nhau, vào đây như nhau, đấy là bậc 1, bậc 2, bậc 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok, ở đây, vào đây, bên này đối xứng, bên này đối xứng bỏ, vào đây, 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 và đây, này đối xứng bỏ, bậc 3, bậc 3 thì viết bình thường thôi, N, C, 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 đó, N, C, 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 như này, rồi, C, C, N, C, C, C như này. Đó. Đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, cái này thừa một cái à? Xem có cái nào bị trùng không?
thế thì có khi em chỉnh lại thầy một chút. Cái công thức là 2 mũ n trừ 1 thế là chỉ n nhỏ hơn bằng 4 thôi. Thầy nhớ nhầm là nhỏ hơn bằng 6. Sửa lại thầy một chút. Rồi, đúng rồi, n nhỏ bằng 4 thôi. Đấy, sửa lại một chút n nhỏ bằng 4. Em 17 cái cơ. Không có nào trùng cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, đấy, không có nào trùng cả. Các em đã hiểu vấn đề chưa? Ok, cái phần đồng phân xong nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang một cái phần số 5, đó là phần phân loại. Phân loại đồng phân, phân loại amin. Năm là phân loại. Thì amin được phân thành những loại như sau. Thứ nhất là căn cứ vào số nhóm. A là dựa vào số nhóm. Số nhóm chức. Thì chúng ta có là đơn chức và đa chức. Đơn chức. Đơn chức và đa chức. Đấy, có hai loại. Đơn chức thì các em biết rồi, tất cả là chỉ có 1 liter thôi. Thế còn đa chức thì có 2 liter. Bây giờ thầy ví dụ như này. Cái đa chức này thầy ví dụ một cái mà các em có thể sau này các em gặp, đó là H2N, CH2, tất cả 6 lần NH2. Đấy, cái này sau này các em sẽ được học trong cái bài polymer. Hexa, metilen, diamin. Đấy, ví dụ thế. Đấy, dựa vào số nhóm chức thì chia thành đơn chức, đa chức. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần B là dựa vào gốc. Dựa vào gốc. Dựa vào gốc thì chúng ta sẽ có 3 loại, tương tự như cách phân loại của tất cả các cái chất hữu cơ khác thôi. Ví dụ như là no, không no, thơm. Đấy, no, không no, thơm. No thì các em biết rồi. Đấy, chỉ có liên kết đơn thôi. Thế còn không no, thầy ví dụ như này. CH2 liên kết đôi CH2NH2. Đấy, cái này là không no. Cái này là đúng rồi, này không no. Có liên kết đôi. Các em chú ý là cái nhóm NH2 này nó chỉ gắn vào carbon no thôi nhé. Đấy, nếu mà gắn vào cái carbon mà có liên kết đôi này thì không bền đâu, không gắn được. Đấy, nó chỉ gắn vào carbon có liên kết đơn thôi. Thế còn cái liên kết đôi nó phải cách xa một chút, nó cách xa chứ không bao giờ gắn trực tiếp vào được. Thế nhưng mà đối với amin thơm thì vẫn được. Amin thơm, riêng amin thơm thì vẫn được em ạ. Đấy, riêng amin thơm tức là có vòng benzen thì nitơ trong nhóm NH2 vẫn gắn trực tiếp được. Đấy là phân loại. Đã xong. Chúng ta chuyển sang phần 2 là tính chất vật lý. Hà lớn. Hà lớn, tính chất vật lý.
tính chất vật lý của amin thì chúng ta quay lại cái NH3 một chút. Cái NH3 có tính chất vật lý như nào thì chúng ta sẽ suy ra tính chất vật lý của amin. NH3 nó là chất khí. Cái mùi rất đặc trưng. Chắc chắn là các em sẽ không thể quên được, nó là mùi khai. Chất khí mùi khai. Nó xuất hiện ở trong nhà vệ sinh đấy. Lý do là trong nước tiểu con người có rất nhiều khí NH3 hòa tan bên trong, chính vậy mà nó có mùi khai. Tiếp theo là tan tốt trong nước. Đó. Tan tốt trong nước. Vậy từ đó các em mới suy ra các cái amin. Amin, nhưng amin nhẹ nhé. Amin nhẹ nghĩa là gì? Tức là cái gốc của nó nhẹ thôi. Ví dụ gốc CH3 NH2 hoặc là C2H5 NH2. Đấy, những amin này là gọi những amin nhẹ. Thì nó cũng ở trạng thái gì các em? Đúng rồi, trạng thái khí. Đấy. Và cũng có mùi. Cũng có mùi khai. Tương tự ammoniac. Và trong nước cái nào nhỉ? Cũng tan nhiều trong nước. Cũng tan tốt trong nước. Đấy, tan tốt trong nước. Thế còn các cái amin. Amin nặng hơn. Ví dụ như từ C3. Đấy, C3, C4, C5. Đấy. Thì nó ở trạng thái lỏng, nó không có mùi khai nữa mà nó thành có mùi tanh của cá mè đấy các em ạ, chính xác là mùi tanh của cá mè. Đấy. Ít tan trong nước. Riêng cái chất này, riêng cái aniline này là chất lỏng. Đấy. Và rất độc. Thế còn những cái amin khác thì nó ít độc hơn, nhưng mà riêng cái này rất độc. Chất lỏng rất độc, không tan trong nước. Đấy là một số các cái tính chất vật lý của amin. Các em có thể xem thêm ở trong sách giáo khoa. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo. Phần ba lớn là cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.